Sau 50 tuổi, nam giới càng chăm ăn 4 loại quả này càng sống thọ, kiểm soát đường huyết, bổ tim mạch, khỏe xương khớp. Những loại quả này giúp ngăn ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường, xương khớp, bệnh tim ở đàn ông sau 50 tuổi. Khi bước sang tuổi 50, quá trình trao đổi chất của cơ thể nam giới bắt đầu chậm lại, chức năng nhiều cơ quan trong cơ thể cũng suy giảm. Điều quan trọng là cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để ngăn ngừa tăng cân, giảm thiểu nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe phổ biến như tiểu đường, Huyết áp cao, bệnh tim, bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt, trong đó có một số loại quả giàu năng lượng, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu giúp nam giới khỏe mạnh, sung mãn và góp phần kéo dài tuổi thọ. Quả bơ, loại quả này cung cấp chất béo lành mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và bệnh tim ở đàn ông sau 50 tuổi. Các nghiên cứu cho thấy, người thường xuyên ăn bơ có trọng lượng cơ thể thấp hơn, chỉ số khối BMI và vòng eo nhỏ hơn. Nam giới có thể bổ sung bơ vào bữa ăn sáng, món salad, bánh mì Vitamin E trong bơ cần thiết cho việc sản xuất hóc môn, cải thiện lưu lượng máu và khả năng vận động của nam giới. Chất béo trong bơ cũng tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân. Một quả bơ có thể cung cấp một tháng hai lượng chất sơ nam giới cần trong ngày, giúp giảm cholesterol và lượng đường trong máu. Chất sơ còn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sức khỏe tổng thể. Một nửa quả bơ cung cấp khoảng 18% giá trị vitamin K hàng ngày, chất dinh dưỡng cần cho sức khỏe của xương khi hỗ trợ tăng cường hấp thu canxi, từ đó ngăn ngừa loãng xương. Quả trà là bổ sung thực phẩm giàu kali vào chế độ ăn giúp thư giãn mạch máu, ngăn ngừa tình trạng huyết áp cao, tốt cho tim mạch nam giới. Theo khuyến nghị từ các cơ quan y tế, nam giới nên tiêu thụ khoảng 3.400mg mỗi ngày. Trong khi đó, 100g trà là chứa 656mg. Loại quả khô này chứa một lượng chất xơ đáng kể, magie, đồng, mangan, vitamin B6, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. Trà là có chỉ số đường huyết thấp, có thể sử dụng làm chất tạo ngọt thay thế đường tinh luyện trong chế độ ăn lành mạnh. Ngoài ra loại quả này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng, ngăn ngừa ung thư, tiểu đường. Trà là còn có thể tăng cường sức khỏe não bộ, ngăn ngừa bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, ngăn ngừa loãng xương ở đàn ông sau 50 tuổi. Quả anh đào Quả anh đào chứa nhiều chất chống viêm, giúp giảm viêm cơ và khớp, làm dịu chứng viêm xương khớp và bệnh gút. Một dạng viêm khớp phổ biến ở nam giới sau tuổi 50. Loại quả này rất giàu vitamin C, duy trì hệ miễn dịch và làn da khỏe mạnh. Quả anh đào giàu chất xơ, vitamin B, mangan, đồng, magie và vitamin K có khả năng điều hòa huyết áp kiểm soát cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo một nghiên cứu năm 2018 của các nhà khoa học châu Âu, ăn quả anh đào có liên quan đến việc giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa gây ra bệnh tiểu đường loại 2. Mất ngủ là tình trạng dễ xuất hiện khi nam giới bước qua tuổi 50, ăn quả anh đào tươi hay uống nước ép đều giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Loại quả này chứa melatonin, một loại hormone với chức năng điều hòa đồng hồ sinh học và giấc ngủ của cơ thể. Quả chanh Chanh là loại quả có trong chế độ ăn địa trung hải và chế độ ăn của các vùng xanh nơi người dân sống thọ bậc nhất thế giới. Một quả chanh chứa 50% lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày, đẩy lùi dấu hiệu lão hóa và bảo vệ tim mạch. Một nghiên cứu trên gần 115.000 người trưởng thành cho thấy những người ăn nhiều trái cây, họ cam quýt giúp, giúp giảm đến 35% nguy cơ đột quỵ. Vấn đề sức khỏe phổ biến ở nam giới sau 50 tuổi. Acid citric trong quả chanh giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Quả chanh có chỉ số đường huyết thấp giúp giảm lượng đường trong máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn. Một số công dụng khác của loại quả này có thể kể đến như kiểm soát cân nặng, cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa tổn thương tế bào. Theo Healthline, WebMD, loại rau trắng nõn, giòn ngon chỉ vài nghìn cả túi nhưng là mỏp protein, hạ đường huyết, tốt cho tim mạch và sinh lý. Rất nhiều thực phẩm sau khi nảy mầm sản sinh ra chất độc, không nên ăn nhưng giá đỗ là một ngoại lệ. Loại rau mầm này giá rẻ nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Giá đỗ được hình thành từ việc ngâm ủ, nảy mầm hạt đậu. Loại rau mầm này thường được nảy mầm từ hạt đậu xanh nhưng cũng có nơi làm bằng đậu tương, đậu đen hoặc đậu đỏ. Giá đỗ được yêu thích, rất phổ biến trên mâm cơm Việt không chỉ vì vị giòn ngọt đặc trưng mà còn rất dễ làm, dễ mua, giá rẻ và mang lại nhiều lợi ích từ sức khỏe cho tới làm đẹp. Có thể kể đến 8 lợi ích tuyệt vời giá đỗ mang lại như một, Cung cấp nhiều dinh dưỡng Cũng như các loại rau mầm khác, giá đỗ cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể có thể kể đến như protein, magie, phosphor, mangan, folate, vitamin K và vitamin C, cùng các hợp chất oxy hóa và nhiều loại axit amin thiết yếu. Trong đó, không thể không nhắc tới lượng protein dồi dào trong giá đỗ. Nhiều người không biết rằng loại rau mầm này là mọp protein thực vật. Mỗi 100 gram giá cung cấp khoảng 5,3 gram protein. Protein trong giá đỗ cũng rất dễ hấp thụ, tốt cho tiêu hóa và không gây tăng cân, tốt cho sức khỏe. Hai, Hạ đường huyết Giá đỗ là loại rau cực tốt với những người có đường huyết cao, mắc bệnh tiểu đường. Do giá đỗ chứa rất nhiều chất chống axit, vitamin C có thể phát huy tác dụng chống lão hóa rất tốt. 100g giam giá đỗ tương có 44 kilocalo calo. Chất niacin và vitamin B1 chứa trong giá đỗ có tác dụng điều hòa bài tiết insulin và hạ đường huyết. Nó còn có khả năng điều chỉnh hoạt động của enzyme amylase, một loại enzyme được cơ thể sử dụng để vận chuyển lượng đường trong máu. Ngoài ra, giá đỗ nhiều chất xơ nhưng lại chứa rất ít carbon hydrat và dầu protein dễ hấp thu. Điều này giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng hàng ngày. 3. Bảo vệ tim mạch Hoạt chất saponin có trong giá đỗ có khả năng giảm cholesterol zone xấu trong máu, từ đó ngăn ngừa lipid máu và các bệnh về tim mạch. Trong giá đỗ còn có phytoestrogen, là một loại hóc môn có tác dụng tương tự như estrogen. Loại hóc môn này có khả năng hỗ trợ quá trình lưu thông máu ở động mạch cùng với một lượng lớn vitamin C, giá đỗ có tác dụng tác dụng hạ đường huyết và cholesterol, có thể ngăn ngừa các biến chứng tim mạch. 4. Tốt cho xương khớp. Giá đỗ chứa một lượng lớn kẽm và magie giúp ngăn ngừa các bệnh lý về xương khớp. Đặc biệt, trong giá đỗ có chứa 0,19mg mangan, chất này khi kết hợp với vitamin C và vitamin D sẽ giúp ngăn ngừa loãng xương hiệu quả, đặc biệt là ở phụ nữ và người cao tuổi. 5. Cải thiện tiêu hóa. Giá đỗ chứa hàm lượng lớn các enzyme và chất xơ không hòa tan có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đồng thời cải thiện các phản ứng hóa học trong cơ thể. Nó cũng giúp duy trì nồng độ axit trong dạ dày, giảm chứng co thắt đường ruột. Bên cạnh đó, các enzyme này còn giúp hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn, từ đó tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng thông qua hệ tiêu hóa. 6. Giảm nguy cơ ung thư. Giá đỗ chứa nhiều chất chống oxy hóa như axit phenolic, flavonoid, axit caffeic, axit cinnamic nhiều gấp 6 lần so với đậu xanh thông thường. Những chất này có tác dụng trung hòa các phân tử có hại là nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính và ung thư. Sau khi ăn giá đỗ có thể giảm tích tụ axit lactic trong cơ thể, loại bỏ mệt mỏi và tốt cho miễn dịch, yếu tố quan trọng để chống lại ung thư. Điều quan trọng là chất diệp lục trong loại rau mầm này có thể phân hủy amin nitrit trong cơ thể con người, có thể ngăn ngừa ung thư trực tràng cùng với các chất isoflavon trong giá đỗ còn đóng vai trò quan trọng trong việc chống ung thư, hạn chế nguy cơ di căn, giảm tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ. 7. Tốt cho sinh lý Loại rau giá rẻ, chỉ vài ngàn cả túi, dễ mua ở bất cứ chợ Việt nào này hóa ra lại là thuốc quý trong cải thiện sinh lý, đặc biệt là với phái mạnh, bởi nó chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, E, omega 3, omega 6, giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, chống oxy hóa ăn giá đỗ cũng giúp tăng cường tuần hoàn máu cải thiện chứng rối loạn cương dương ở nam giới hơn nữa việc tiêu thụ giá đỗ được cho là có thể kích thích ham muốn tình dục cung cấp nhiều năng lượng cho cuộc yêu thăng hoa ở cả nam và nữ ngoài ra giá đỗ giàu phytoestrogen một loại hóc môn có tác dụng tương tự như estrogen nhờ vậy giúp cải thiện rối loạn nội tiết tố nữ tăng hiệu quả chuyện ấy và khả năng thụ thai 8. lợi ích làm đẹp của giá đỗ Giá đỗ cũng có nhiều tác dụng trong làm đẹp, nhưng nổi bật nhất là giảm cân, dưỡng da và dưỡng tóc. Loại rau này giúp giảm cân bởi giàu dinh dưỡng nhưng ít calo và chứa nhiều chất xơ. Nó tham gia vào quá trình ngăn chặn quá trình giải phóng gelin, một loại hóc môn gây cảm giác đói. Từ đó giúp bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Đối với làn da, giá đỗ giúp làm ẩm da, trắng da, giảm thâm nám và nếp nhăn, giảm hấp thụ tia từ ngoại nhờ chất chống oxy hóa dồi dào, cùng vitamin E và vitamin C. Hợp chất silic trong nó giúp thải độc, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm mụn. Còn với tóc, giá đỗ cung cấp kẽm, sắt, kali, vitamin B, đồng, magie, giúp nuôi dưỡng các nang tóc, làm cho mái tóc chắc khỏe và bóng mượt, giảm gãy rụng. Lưu ý, khi mua giá đỗ hãy cẩn trọng với các loại giá đỗ không dễ vì quá trình sản xuất dễ chứa chất độc hại. Giá đỗ có màu, mùi khác lạ cũng không nên ăn. Dù có thể ăn sống giá đỗ nhưng hãy hạn chế và tìm nguồn uy tín, vệ sinh thật kỹ. Không nên ăn giá đỗ khi đói bụng người tiêu chảy trên viêm dạ dày trên tay chân lạnh không nên ăn nguồn và ảnh abo lua Quang, top beauty it's It.